Chào anh chị, thì giờ Bảo sẽ tiến hành test sản phẩm máy 3 chức năng chuyên dụng Hukan nha. Con máy này thì được bảo hành chính hãng 6 tháng này. Đó, motor brushless, giá thì hôm nay cũng khá là tốt. Thì trước tiên Bảo test sức mạnh trước cho anh chị xài nha. Nhu cầu mà làm những công việc trên cao, sắm con này ưng ý cực kỳ. Rất là khỏe luôn, con này rất là mạnh á, cực kỳ đả luôn. Đó, lực búa cũng sướng cực kỳ nha. Con này là đang khoan bê tông, mũi là mũi 10 ly này. Quá là đơn giản luôn. Bảo làm vài mũi cho anh chị thấy sức mạnh nhé. Rồi tiếp theo, với sự tiện dụng của con máy này thì anh chị có thể là dùng để tỉa những cái gạch thừa trên cao luôn, thì mình thay vào mình cũng đục được luôn nha. Đó, chuyển chức năng này qua chức năng đục này, tiện lợi vô cùng. Đó, anh chị mà sắm con này rất là đa năng luôn, tỉa hồ rất là sướng. Đó, thì anh chị thấy xài pin đi công trình thì lấy con này cực kỳ tiện. Thì bây giờ Bảo sẽ vào giới thiệu thông số kỹ thuật bên trong nó có những gì cho anh chị, với là mức giá nó sẽ ra sao luôn nha. Thì như đầu video thì anh chị cũng thấy khả năng của một con máy 3 chức năng chuyên dùng pin của thương hiệu Hukan nha. Con này là xài mũi gài, thì mức giá tối ngày hôm nay nó cũng khá là tốt, chỉ có là 2.400.000. Thì bây giờ Bảo sẽ vào giới thiệu thông số kỹ thuật chi tiết cho anh chị xem bên trong nó có những gì nha. Đó, thứ nhất á, là mình mua máy thì chắc chắn là sẽ có một túi đựng Hukan luôn. Rồi bên trong thùng thì nó sẽ có một thùng rất là đẹp, cực kỳ cứng luôn, thương hiệu Hukan dập nổi trên thùng nè. Còn bên trong á thì công ty thì cũng cho chúng ta là hai cục pin đi kèm máy. Pin này là pin 10 cell chính hãng Hukan nha. Một cục sạc này, adapter Hukan luôn, sạc đế chứ. Và một cây thước đo chiều sâu. Rồi Bảo sẽ đi vào thông số kỹ thuật máy cho anh chị xem nha. Đó, thứ nhất này, có túi bọc ngoài, xài là chuyên nghiệp nha, heavy duty mà, xài rất là đã luôn, thương hiệu Hukan. Thông số kỹ thuật này, đó, motor là brushless không chổi thang, pin là pin 21V li-ion này. Vòng tua của máy là từ 0 đến 1160 vòng trên 1 phút, xài mũi tối đa là 26mm. Với một con máy này á thì công suất dàn cơ thì nó cũng y chang những con máy xài điện thôi, nên lực đập của nó lên đến là 3 joule, một lực đập khá là khủng. Còn mình khoan bình thường thì nó xài từ đầu 13 đến đầu 32mm nha. Đó, một con số khá là kinh khủng cho một con máy khoan 3 chức năng chuyên dùng thương hiệu Hukan nha. Thương hiệu này là của Mỹ nhưng mà sản xuất lắp ráp vẫn là tại Trung Quốc, với mức giá chỉ có là 2.400.000. Dòng khoan pin này á, thương hiệu Hukan thì Bảo thấy rất là rẻ, nhưng mà có mỗi tội á, anh chủ tịch công ty này thì anh không hề tặng mũi đi kèm. Đó, thì lưu ý là lần sau là anh xem video này thì anh phải sắm cho khách thêm mũi cho người ta xài. Nhưng mà không sao, trong chương trình này á thì Bảo sẽ hỗ trợ anh chị về điều đó luôn. Anh chị mua máy á thì Bảo sẽ tặng cho anh chị thêm một bộ mũi nha. Đó, một cây nhọn này, một cây dẹp và ba mũi khoan để mình xài chứ. 6, 8, 10, riêng quà tặng này không là hết cũng cả trăm mấy chục nghìn rồi á. Với mức giá là 2.400.000 thì mình sẽ đi vào bên trong kết cấu máy một tí xíu nha. Thứ nhất là có tay cầm trợ lực nè, motor là không chổi thang, brushless nha. Bên trên này nó có khắc kèm luôn, brushless.
Rồi ba chức năng này, chức năng thứ ba này á, là chức năng xoay mũi đục, còn này là chức năng cuối cùng là đục. Bên trong này nó sẽ có cờ Mỹ nè, đó USA thương hiệu thôi nha. Tay cầm thì có là xu chống trơn trượt, công tắc điều tốc nè, nhanh chậm có, đảo chiều có, tới lui có nha. Mình bật qua chức năng khoang không đi là sẽ thấy chậm nè, nó cực kỳ đà luôn. Hồi nãy test á thì bảo thấy là một con máy giá cũng khá là tốt. Trong dòng khoang ba chức năng thì con máy này dàn cơ nó cũng cứng. Thì anh chị nhìn bên trên này á thì thấy rô rất là lớn. Khi nào bảo sẽ có video riêng cho con máy này. Phía trước thì sẽ có đầu chiếu sáng nha, thước đo chiều sâu thì anh chị gắn vào đây. Còn mũi á thì mình xài khoang thì cực kỳ là đơn giản thôi, chị này là cài vào thôi nha. Đó, rút ra thì mình kéo cái đầu này lui, lôi ra. Rồi thiết kế motor brushless nên là dàn cơ đầu này nó khá là gọn luôn, tay cầm nhẹ nhàng cực kỳ, mang đi mang lại nó cũng tiện nha. Phía trước thì có đèn báo sáng này để soi sáng cho mình khoang. Thì đầu video bảo test thì cũng thấy rất là mạnh, với mức giá là 2.400.000 mà tặng lên đến là 5 quà tặng nha, 5 món quà tặng, 6, 8, 10 mũi đục có một cặp luôn, bảo hành chính hãng là 6 tháng cho máy khoan chuyên dùng ba chức năng này nha. Nó có thể là giúp cho anh chị một cái khoảng thời gian này đi làm á, bắt máy lạnh hoặc là khoan những vật dụng trên cao thì con máy này rất là tiện luôn. Một tay cầm thì rất là nhẹ nhàng nha, lực đập cũng khá là cao nên là mình xài heavy duty chuyên nghiệp thì mình có thể tham khảo một con máy ba chức năng Hukan này nha. Rồi anh chị nào mà muốn quan tâm nhiều sản phẩm về máy khoan máy cắt thì có thể là đăng ký kênh. Rồi chương trình hôm nay thì Bảo giới thiệu một con máy khá là mới ba chức năng Hukan. Rồi bây giờ thì Bảo xin chào tạm biệt anh chị, hẹn gặp lại anh chị ở clip tiếp theo nha.